Trời ơi, cái bệnh này nó theo mình đã mấy chục năm rồi mà không có ngờ hôm nay là chữa được nó đấy. Sáng ra cảm giác miệng sạch, khô như là vừa đánh răng xong vậy đó. Còn rêu lưỡi thì khô, quặn lại rồi nó dần bong ra. Công việc của mình thì rất là thuận lợi luôn á. Trong giao tiếp cũng gặp ai đó thì mình cảm thấy luôn tự tin nữa. Thật sự bây giờ mình không còn cảm giác là mặc cảm hay là tự tin như trước nữa. Cháu nó cũng tự tin hơn và thoải mái giao tiếp với bạn bè hơn hẳn. Cảm giác cũng rất là đã, rất là dễ chịu luôn. Không uổng công nha, mình tin tưởng và sử dụng sản phẩm này nè. Mà ngược lại ông xã của mình khen mình quá trời luôn. Nhìn con nó thay đổi như thế, nó vui vẻ hòa đồng với mọi người như vậy thì mình cảm thấy rất là mừng và không còn cái hạnh phúc nào hơn nữa. Mình uống rượu uống bia này rồi hút thuốc từ khi còn trẻ, mà cái bệnh dạ dày này mấy năm nay rồi, nếu có muốn chị dứt điểm đấy phải chị tận gốc thì nó mới hết được cái mùi hôi trong miệng của mình được. Mình bị sâu mấy cái cây răng á, ở trong khoang miệng của mình nước bọt lúc nào nó cũng đùng ra, không kiểm soát được, rất là khó chịu luôn. Mà bên cạnh đó mình còn bị rêu lưỡi, ai bị rêu lưỡi rồi thì biết, nó cứ lợn cợn ở trong lưỡi á, rồi lúc nào mình cũng phải tìm cách để cạo nó và lúc nào cũng nghĩ đến nó, thực sự rất là khó chịu. Bận quá lắm lúc cũng không để ý đến cái mùi hôi miệng của mình đâu. Khi mà mình mang bầu đứa thứ hai á thì thật sự là cái hơi thở của mình nó cũng thay đổi. Cháu nhà tôi ấy thì nó cũng không có vấn đề gì với sức khỏe, mà răng miệng là nói thật là nó cũng chăm sóc kỹ càng lắm, mà không hiểu sao là từ lúc lên lớp 10 là bắt đầu là cái hơi thở nó có cái mùi hôi. Mà nha, cái ăn uống không điều độ cũng là cái nguy cơ cao lắm. Từ các cái tác động đó nên là mình bị hôi miệng. Mà hôi miệng thì rất là thiếu tự tin và rất là khó chịu. Mình đã phải dùng rất là nhiều biện pháp, như là thường xuyên súc miệng này, rồi đi lấy cao răng, rồi đi khám cả phòng nha nữa, nhưng mà không có hiệu quả. Nó có mùi hôi, nó cảm giác như là nó khó chịu lắm. Nhưng mà có nghĩ là sau sinh xong thì là cái nội tiết nó tự hết, ổn định lại rồi là mùi nó hết. Nhưng mà thật sự là nó còn nặng hơn. Mà đi ra ngoài là nó tự ti, nó không dám đi đâu với bạn bè, mà nó ít khi ra ngoài lắm. Đợt trước ấy, đi gặp đối tác ấy, xong họ nói nhỏ vào về cảm ngại luôn ấy. Mà có đi đâu là nó phải xịt họng này, rồi là ăn kẹo cao su này, rồi đánh răng kỹ càng luôn. Mấy cái người bạn trong cơ quan của mình ấy có hỏi mình là mình dùng cái gì mà hay dữ vậy. Mình bảo là đấy, tôi dùng cái Atom khí nè. May cho mình á là được rồi, mình tìm được cái sản phẩm An Tâm Khí này nè. Thật sự là mình nghe tới An Tâm Khí này là lâu lắm rồi, nhưng mà đợi khi mà bé của mình được 1 tuổi á thì mình mới yên tâm là mình mua và mình dùng. Ôi trời ơi, may sao hôm trước là bà thằng bé ở trên Thái Nguyên, thế là mới mua cho nó cái An Tâm Khí này về dùng này. Rất là tốt luôn ấy, mà miễn chi bay luôn á. Rất là tiện luôn, mình có thể đem theo bên người luôn. Thật sự là không ngờ là cái sản phẩm này nó cực kỳ là tốt lắm luôn á. Sau 1 tuần thì mình đã cảm giác nó cải thiện rất là nhiều rồi. Và khoảng 1 tháng sau đó thì là thật sự là hoàn toàn yên tâm về sản phẩm đó. Cái tình trạng hôi miệng nó giảm hẳn. Mà hết hôi miệng, giảm hôi miệng cái là thằng bé nó vui mừng lắm, nó dùng cái sản phẩm suốt thôi. Bây giờ thì mình có thể là ăn ngon hơn này, cái ngủ sâu hơn này. Mà mình cũng nghĩ bảo là chắc là mình phải sắp xếp thời gian để mình lên trên Thái Nguyên mình cảm ơn nhà thuốc mới được. Thế là mình lượm luôn vài hộp là về xài dần thôi. 6 năm có mặt trên thị trường, An Tâm Khí khẳng định là thương hiệu hàng đầu uy tín về điều trị hôi miệng, với 6 dòng sản phẩm chuyên biệt điều trị cho từng tình trạng hôi miệng khác nhau. Để lại số điện thoại hoặc nhắn tin tới chúng tôi ngay để được tư vấn miễn phí.